trên tay mình đây là cần cẩu. Đây là một sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạ, cọc cắt và hòn giảm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Mình cắt cần cẩu nhá. Gần Tết này nó toàn đổ lậu rồi. Pháo anh chả thầm lấy mà lúc đấy buôn nó toàn lấy nhưng anh không thầm lấy gì. Cầm mua cả một cây pháo hoa vậy. Kiếm nha, thỉnh thoảng lại có kiếm mà. Kiếm Nhật Bản, kiếm Takana, đẹp lắm. Để tuần hàng lặng thích đấy lấy luôn. Cái hàng lặng đấy thì công ty nó không phạt được. Nghệ sĩ yêu là như thế, phải thế nào vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi. Bao là ngã cổ như lòng phai quên đi mà tìm với sao mềm yếu. Trái tim anh là dòng máu để yêu, giấc mơ ở đời là đến tôi đừng phải như anh. Ngày thì sống thế giữa lòng người thì sự lớn bông ấy. Nắm tay mình để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng cần xa đâu. Bình yên ở đây. Anh Cường nghe thấy nhạc hát như rap mùa một đời. À, đúng đoạn luôn đấy. Trần rap mùa một rồi. Mẹ giọng mình mà hay đã thì hàng diêu luôn mà rap đấy. Lại bố thầy một lúc. Hàng authentic luôn. Trên sò luôn. Qua mình. Hát giống hay. Đi sáu. Người ấy vì thương tôi. Ai dành cho tờ rơi. Xấu quá. Cái tính này lâu quá không làm gì. Cái vùng biện này đấy. À, cái tất này. Thằng nào làm xúc phạm người xem đi. Đâu. Tất. Em làm nhiều tất lắm. Nghĩ lắm một thằng. Đâu cho nên em biết được. À mua hiểm mẹ mình đâu làm. Mua hiểm. Đồ quá mình làm. Cảm ơn nha. Ok mưa. À, tôi gặp giống đây nữa nè. Sky ơi. Sao riêng. Mẹ thằng nào làm thuyền ơi. Thuyền buồm như này à. Con mẹ thằng béo làm thuyền buồm rồi. Nhìn như cái đồ lông đào đi. Xúc phạm người xem cũng chịu được. Mình xem đây trực tiếp mình đã chịu được mẹ khán giả nháo luôn. Bước thật chậm để quên một người. Bây giờ ta nhìn về nơi phía xa chân trời. Vì sau khi anh đã có cùng nơi anh hành
Hãy sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa. Hãy sao em cứ đứng nhìn. Có chút bối rối, chạm môi anh rồi. Ok mọi người, xe cần cậu mình xong rồi nhá, cảm ơn mọi người xem video mình. YouTube của mình trên tay mình đây là Siruka. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạ cầu cắt và hỏa dán. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Ok mọi người, mình cắt Siruka mọi người nhá. Xúc phạm bà là mẹ ghê. Mẹ thịt chó là cây kẹo này. Mẹ biết rồi, bố mình nó bắt vứt luôn lấy cả cây kẹo lại tiêu vứt luôn đi mẹ lấy lắm không thành nhỉ. Không còn cái vẻ nữa. Phượng giải như đấy, Phượng. Rảnh đi đấy. Tự nhiên làm ăn gì chả rảnh. Chả làm ăn gì mất mất tiền đấy. Em biết được, em không hiểu được đâu. Em không biết được đâu. Ngủ mất mất tiền đấy. Mạnh danh ngủ mất mất tiền đấy. Áp lực áp nè. Đi con mẹ cái đéo rồi giờ. Ai giả điều hòa. Ai giả điều hòa chỉ có em thôi. Nhà áo đét điều hòa này. À không đây mẹ thì thấy hao điểm đấy này dã mẹ này năm số cá là được rồi. À cô mai ba huy sĩ Odyssey, bánh mèo. Bánh mèo. Có nghe bà đây à? Có. Bánh mèo đấy. Cá đứt. Nhân không biết. Số bánh mèo không thể lo gì cả. Cho em luôn nhắm về. Anh không nói ra. Bởi vì ra em không buồn. Mạnh là siêu ca mắt lát đi. Bây giờ mình sẽ cắt tạm con hoa.
Nó ơi ơi. Sasuke nhá, là tên là Shizuka đâu. Nó ơi ơi. Cho anh thời gian để chứng minh thành cờ anh sẽ cố gắng là tất cả cũng như vì mà làm được suy nghĩ không bạn của ai anh cũng thấy cái loại đang việc anh là thứ bảy rồi anh nghe không biết đã có tẩy đây rồi anh đứng cho anh uống rượu đi. Còn ông đi lần mở cũng cảm giác rất đẹp rồi. Ừ, xin mừng hạ. Bé Dung qua đâu? Bé Dung kèm bé Dung. Ô hay, loại thế nó còn tiêu. Đúng. Thế nó còn tiêu. Thế bé Dung ở đâu vậy? Cứ bé, bé Dung là hạng nhiều. Hôm qua bé Dung, ông bé rồi đấy. Thế thì anh được yêu lắm em ạ. Nhìn luôn đi. Đang có khổ rồi. Ok mọi người, thì ra mình kết thúc đây.